Xứng đôi, cặp trời đánh, cặp trời đánh. Rồi, thôi. Cặp trời đánh nè. Rồi. À. Mẹ chịu biết rồi làm dâu không mẹ? Cô nói là không, cô nói là im lặng là đồng ý. Nè, em dâu cầm cho chị. Hay dạ chị ba. Trời. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh như đây. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một món ẩm thực nữa nha các bạn. Và món ẩm thực này thì cũng đã rất là lâu rồi mình không có làm. Đó chính là món gà nướng. Và ngày hôm nay thì với sự tài trợ của cô Tư Áo Bông đã cho mình hai con gà luôn các bạn ơi. Mình sẽ đem hai con gà đó nướng trong cái lu nha các bạn. Nếu mà bình thường nướng ở ngoài cũng được, nhưng mà với thời tiết nắng như thế này và gió như thế này thì rất là hao than luôn, với lại gió nó đàn á, cho nên nó rất là lâu chín. Mình bỏ vô trong cái lu thì áp suất nóng nó sẽ cao hơn và nướng con gà của mình nó sẽ mau chín và nó sẽ vàng, với lại nó đẹp nữa các bạn. Wow, lâu quá mình không ăn gà mình cũng thèm nữa các bạn. Và hôm nay thì được cô Tư tài trợ cho mình, cho nên mình sẽ quyết định là nướng hai con luôn. Xong rồi mình sẽ rủ Gia Phú xuống ăn nữa các bạn ơi. Ăn chung với cô Tư Áo Bông và Tiên Ai Quy nữa nha. Và bây giờ thì mình đang rất là háo hức luôn. Để chờ Tiên chèo ra hai chị em mình sẽ đi đốn một cái cây tre nha các bạn. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy theo dõi hai con gà của mình nha. Để mình ướp cho nó hấm chứ rồi mình sẽ đi bơi ghe đi đốn tre nha các bạn. Let's go. Hello mọi người. Hai chị rồi của mình mặc đồ gì mà cute ghê không? Cái quần này em cho chị phải không? Đúng rồi. Trời ơi, đã lên sóng truyền hình rồi còn nói cho. Bữa mua mặn giờ cho quần mới mà, có cho quần cũ đâu. Ơi đẹp ghê. Cũng như cho mọi người. Tại vì như mặc quá nhưng mà không vừa. Mua mặc quá mặc không vừa, bóp eo vô mặc nhìn đẹp quá ha. Đẹp không? Trời ơi, nhìn ngon lành luôn á, cute full may wear luôn. Trời ơi, giật mình đúng không chị bé à? Làm gì dưới vậy? Đi không chị? Em giờ đi đốn tre. Bây giờ thì mình sẽ ướp, đây là hai con gà cô Tư đã tài trợ cho mình nha. Đầu tiên thì mình ướp vô cái tô này trước, còn một chút xíu mình sẽ trộn vô nha. Cho một tí xíu dầu đều vô cho chút xíu cái màu nó đẹp á chị rồi. Cái đây là hành với loại tỏi mình đã đâm rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây luôn. Chị Gùi đang cầm máy quay giùm mình đó mọi người. Hồi bữa á, ai bình luận nè, bạn nào bình luận nói với em vậy nè chị rồi. Nói gì vậy? Sao lâu quá không thấy chị Rùi vậy chị Như? Hãy mời chị Rùi vô đi. Em thích chị Rùi lắm. Đó, cho vô một miếng tiêu nữa nha các bạn. Do là ướp nướng thì mình chỉ cho hạt nêm, bột ngọt và nước mắm thôi, không cho đường. Mỗi cái ăn muỗng nha. Cho đường sợ nó bị ấy á chị Rùi. Bị ấy tại vì nữa giống như uống nữa bị ấy em không dám nói, tại chưa nướng em không dám nói là bị ấy. À, bây giờ thì mình sẽ trộn hết mấy cái này lên nha, cho nó đều với nhau rồi mình sẽ bôi lên trên cái con gà cute này nha. Bữa nay là một cặp luôn, con trống con mái á chị. Cặp nè, luôn. Con này mái nè. Con này trống nè. Đâu? Ủa sao không có cái màu? Cái màu đâu? Chưa gì kì? Chưa vậy thầy như có khi nào hai con máy không? À, con này con trống nè. Con này trống nè. Rồi, nè. Cái trứng giái ngọc kê của nó nè. Ngọc kê. Ok, bây giờ mình sẽ chét lên trên hai con gà rồi mình sẽ đi đốn tre nha. Chị Gùi đi theo không? Okay. Đi ghe không? Đi. Đi luôn. Thấy thèm cho mọi người để đây đi. Bây giờ thì mình sẽ đi đốn tre thôi. Đã có cái mát rồi, đi thôi. Hello mấy bạn, tôi là Tiên nè. Đúng rồi mọi người, bây giờ mình đã mặc áo vô nè, Rùi mà còn đen nữa kỳ lắm nha, cho nên phải mặc áo vô thôi. Mấy bạn nhìn xì tay của chị Rùi nè. Em đang ở miền Nam rất nóng nha mấy bạn. Bây giờ lộn chị Rùi. Em tưởng đâu chị ngoài Bắc mới vô em không à. Thời trang phan thời tiết luôn rồi. Thời trang sao ba mới về. Ok, bây giờ mình với chị Rùi sẽ lên chỗ này. Chị lên trước đi, em dịnh cho. Dạ ơi, được rồi, đâu nắng đâu. Thôi không nắng đâu, không đợi đâu. Được không chị? Lên chín nữa hả? Rồi bước ra mặt cái mạnh mẽ luôn. Ừ. Chứ để một cái một cái giò trên đây, cái giò dưới là tét cái háng. Không cầm dây. Ê Nho ơi. Bà làm gì? Bà ngồi trên sườn bà làm gì? Như ơi. Chị ngồi đó đi, em có làm gì đâu. Nó trôi ra nè. Đây. Rồi. Rồi bước lên trên đó một chút đi. Đây hả? Ừ. Bỏ cái dao xuống. Chưa nha, để em leo lên. Ây da. Ok, đi thôi Tiên. Trời ơi, coi chị Rùi nè mọi người. Sợ đen. Coi giò của bả kìa, gì mà trắng dữ vậy. Coi giò em nè. Em là con heo mỏi trong rừng, còn chị là con heo ở trong chuồng. Heo chuồng trắng hơn. Con rùi bạch. Rùi bạch hả?
Còn tao là ăn rùi đen hả mày? Còn chú bán heo mồi. Heo mồi hả? Tao là heo rừng Tiên ơi. Chút xíu mình đi đốn tre về á, trong thời gian mà mình nướng gà rồi mình sẽ đi đốn vừa nước đi. Đúng rồi, vừa nước. Thấy không? Quá trời luôn kìa. Kìa 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 kìa. Đây nè, đây nè, đây nè, vừa nước này nè. Ờ. Bữa em thử có cái buồng này là nó bị non, chắc bữa nay ăn được rồi đó. Như cỡ năm rồi mình mới đi đốn vừa nước á nhân. Ừ, từ hồi bữa chị xuống nhà em đốn vừa tới nè. Rồi, lâu lắm rồi. Đã tới bụi tre tụi mình thường hay đốn nè. Vườn tre này là của chú em á chị. Cho nên là đốn thoải mái không sợ. Đây, và em đã tia được một hai cây nhỏ nhỏ rồi á Tiên. Wow, ở đây có cây dừa nghiêng ra bờ sông nhìn lãng mạn quá ha. Có bụi tre nữa nè, hữu tình ghê. Có dừa khô kìa Như. Nè nhé, hoài dừa khô kìa Như. Mà ngộ nha, thường mấy bụi tre mình thấy đẹp vậy chứ trong đó gắn hổ nhiều lắm. Trời ơi, trời ơi. Sợ không, sợ không? Hỏi Tiên coi có không biết à. Chết thả chó chắc giết chết luôn á. Coi chừng á, ơi, được rồi, cây đó là được rồi đó. Thấy vậy rồi, có hai con gà mà. Mình năm thẳng nó qua luôn đấy nha. Đâu có đâu, để chút Tiên nghiên cứu kỹ thuật, nó nghiên cứu kỹ thuật hay lắm chị ơi. Mỗi ngày nó thích cột sao lạ cột mà công nhận nó sáng tạo cũng hay lắm. Nó quay đủ hư mặt hết trơn á. Trời, nhìn cái nhánh nhỏ vậy mà nó dài ghê không? Dài ghê. Em phụ cho. Được, được, được. Để xuống đi. Ừ, được, được. Nó có chừng đâm đích Như đó. Ok, rồi Tiên leo xuống. Như đây nướng 10 con gà luôn á. Cây này nè. Tiên đây tới, ừ, cho hai mắt là được rồi. Chỉ Như là được luôn á Như. Vậy mình đứng anh đợi xong em cuối xong quay gà. Ở tận sông Hồng em có biết. Trời. Quê hương em cũng có dòng sông. Có không? Có nè. Rồi xong, anh... xong trên nhà chị đen thui. Ừ, trong nhà chị đen thui à. Đen như là kinh như nọc vậy. Bây giờ mình sẽ về nướng gà với mọi người, mình đã đốn được cây rồi. Ok. Đi nướng gà thôi. Trời gió mát quá. Sông mở đường, mọi người tỉnh chưa? Tiên Tiên vừa nước con vừa nước. Ô vô tắt vô bác tài ơi. Trong này nè, buồn trong này nè. Hai buồn luôn. Ừ, hai buồn. Nghiêng nghiêng quá nhà, nghiêng. Nghiêng vậy bà văng dưới sao? Nghiêng là bà nhõng dò. Nghiêng bà làm bà nhõng dò dữ vậy. Bà tự bà nghiêng mà. Sợ quá. Mới lượm được buồn dừa khô này mọi người. Ngon ghê không? Ngon, có mộng luôn rồi nè. Ừ. Mấy chanh nè. Buồn nào Tiên thấy buồn nào được Tiên thử. Dạ, được. Dạ không? Đâu thử coi. Dạ có chị không hả non cỡ Như? Ghê. Đúng là buổi trưa ha, bây giờ cũng là buổi trưa 11 giờ, gần 12 giờ rồi mà dưới đây mát ghê không? Vậy thấy xuống sông nó không có nắng gì trên bờ. Ừ, có nước nó mát á Như. Với lại có gió mát rượi. Bữa nào mình đem xuồng ở đây cái mình ngủ á, mình cột vô cái mình ngủ dưới đây, rất nó mát á. Cây chút xíu ngủ dậy mặt sưng bị sâu lá rớt vô nè, sâu nái. Chị sợ mình cột chặt trôi mình ra tới biển luôn. Đâu trôi đâu, nước này đâu trôi đâu. Có nước ngủ hả họng mà sâu nái rồi à. Buồn đó bị non rồi đó. Buồn trong mới được. Buồn đó hơi non. Đâu để Tiên thử. Dừa không? Ngon. Ngon. Ăn được á. Số hưởng đào đào. Có dừa nước mình ăn rồi mọi người ơi. Đào hải đi coi. Không được thì mấy ngày nữa. Thôi được rồi. Để ăn uống. Đâu đâu. Đào em coi đi chi rồi. Nè mọi người. Xuất sắc chưa? Ừ, xuất sắc rồi, ăn ngon rồi đó. Ăn đi. Ừ. Ngọt. Ngọt quá không quá à. Ấm rồi liệu quê hương miền Tây nha mọi người. Dòng sông nắng xanh năm nào. Vì giống ngày đôi mình đưa tiên. Dạ. Ôi dễ thương ghê không? Có cái đồ cầm gà đi đi nữa. Từ từ nha mọi người, từ từ. Rồi lên đi. Ok. Nè kéo cái cây lên giùm em. Đây. Rồi lên đi Tiên. Vừa nước vừa khô gì lên hết đi Tiên. Ham ghê không? Thấy vừa nước thấy ham ghê không? Sách có nổi đâu. Sách để đâu ngay chỗ nào có cái gốc cây á, chút mình ngồi đó mình chặt luôn. Trong thời gian chờ đốt khoan mình sẽ review chị ruồi cho mấy bạn coi nha. Mày trắng nữa hả? Nè trắng tươi luôn nha, đó. Trắng tươi luôn, chưa có bồ nha. Đó có anh nào muốn mình, tìm vợ nhân. Mình ế nha mọi người. Nhon nhon mà ngon ngon, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ che chở với cỡ đó là được. Ok. Nhớ đăng ký nha.
Yên đang cột mấy con gà lại cho mình nha. Nó mẻ đầu mẻ cổ gì nè. Còn chị rồi thì bây giờ lặt rau. Chờ có than nữa là ok rồi đó. Trời ơi công nhận quạt than hao tốn mồ hôi ghê luôn mấy bạn. Nãy giờ chắc chảy hết 2 kg mỡ của mình rồi quá. Ngồi đây chờ có than là đem gà bỏ vô cái lu là nướng liền các bạn. Mà chắc là quay trong cái lu thì nó sẽ nhanh mà đúng không ạ? Tại vì áp suất nó nhiều, ở đây gió nó đàn, có thể nó sẽ 1 tiếng, 2 tiếng nó lâu chín lắm. Bỏ vô lu chừng 45 phút có thể nó chín luôn á mấy bạn. Nãy giờ bốc than rồi tay chân mình rồi, ghê. Đang ngồi chờ than đó mấy bạn, lâu lâu quạt quạt cái cho nó màu trái. Sắp được rồi. Có than cho mẹ ra cho mình nè. Chưa. Trời ơi. Vô lấy thao đi rồi. Chờ chút xíu nữa sẽ có than. Ok. Chút rồi. Than vô. Mình. Như vậy nó có cao quá không? Vừa rồi. Vừa không? Than mới phải làm cao. Dạ. Mình cầm cái gì mình đổ than vô. Được rồi chị, em có cái giá rồi. Làm xúc vô hả? Ừ, trời ơi nhìn ngon quá vậy. Đúng là sáng chế kiểu cái này gọi là gà bay à. Gà bay lu. Gà bay trong lu hả chị? Ờ, gà bay trong lu. Ok, để đi lấy cái đồ xúc khoan vô rồi bỏ vô nướng thôi. Để vô lu chừng 45 phút là xong á chị. Ừ, 45 là xong rồi. Thấy em tiên giỏi không chị? Mình em có gia đình. Tự hào về người em của mình quá chị. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xúc bớt một mớ than vô nha. Cái than nào mà nó cháy quá trời mình sẽ xúc vô chổng trước. Nóng quá. Nóng thiệt luôn á chị. Nóng quá như ơi. Như vậy. Lấy cái đồ xúc đất xúc luôn. Nè, ghê chưa. Wow. Rồi chị đứng xa xa ra đi nóng mặt chị em có tiền dẫn thì không đi viện đâu nha. Dạ. Ghê không? Nắng. Cảm giác như những cọng lông mi của em đang quéo quéo. Lông mi. Cái lông mi ngoài lông mi còn lông nào nữa không nha hư? À, lông mày. À. Wow. Có ai mà thiết kế đẹp như tiên không trời? À, có tiên thôi chứ. Chỉ có tiên thôi. Tiên mặc dù là hơi du viên chút xíu nhưng mà làm gì cũng được hết nha mấy bạn. Wow. Đó, cái lu hai con sao đẹp? Cái lu một con à. Hai con mình vẫn đớn. Thôi vậy đi. Chút có gì mình ngoẻo lại là xong. Wow. Thấy không vậy mà chị Ba nói cao đâu. Thấy hơi cao nha. Vừa. Chắc than mình nhiều. Thấy không, con ba cái lu là ok rồi mấy bạn. Bạn ơi, mới bỏ vô mà hôm hết trời luôn thiệt. Chứ ai mà cột gà đẹp quá trời đẹp luôn. Tiên trai em của chị. Có tiên mà thôi. Chỉ có tiên mà thôi. Trời ơi nhìn hấp dẫn ghê không chị. Ừ. Mới đây mà thơm ghê á. Nó nhiễm nước. Wow. Chị thấy tiên làm gì nhìn ngon không? Ờ. Dễ thương ha. Ừ. Có con gà nằm gọn luôn á. Thì cái thôi mình trở lại á. Ừ, thì một chút nó ngoẻo cái, ừ. cái cộng lại là được hả? Thấy cách này dễ không chị? Dễ á. Thấy thèm. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ nhắc cái ghế ngồi đây mình canh nha các bạn. Để có gì mình trở tại vì thấy than hơi gần nè. Đầu để dở lên coi. Ồ mới đây cũng muốn săn lại rồi. Thấy chị? Nó săn lại rồi kìa, nhanh ghê á. Mà thôi ở trong cho chín trước đi. Rồi nó muốn bay đi đâu đó bay. Con này xem thế nào. Săn lại rồi. Săn không? Săn không? Săn. Ghê. Ok bạn ơi, mình thấy nướng kiểu này nó nhanh lắm nha. Đúng không chị rồi? Đúng rồi. Tại vì nó có áp suất ở lên đây, nó che bao quanh con gà lại. Còn cái kia mình để ở ngoài không có cái gì che chắn hết. Gió nó hỏi nó lâu chín lắm. Em nghĩ nó sẽ rất là mau chín luôn. Với lại còn mấy cái than nó chưa cháy hết á. Để mình canh nó. Chứ than lửa nó cháy quá nó bị cháy da con gà. Nhìn đẹp quá. Ôi trời ơi, húng hồn chim én à, cái vụ gì vậy. Hồi bữa đang nướng tự nhiên nó làm cái bụp nứt cái lù. Giờ cái lù thì nó tùm lum luôn rồi kìa. Giờ mẹ ràng lại rồi mấy mọi người ơi. Chứ cái lù này là bình thường nó bể tan chành ra rồi. Mới ráp lại đó. Gà này lặn gà mới về thì mới vú lông luôn rồi chị. Ờ nè, mới vú lông. Còn nhỏ gà nó chắc cực lắm á Như. Đâu quá trời lông luôn kìa. Ừ. Nè. Đúng rồi lông á. Ờ lông. Ủa nó săn lên thiệt kìa Như ơi. Thì đó. Săn hình lên rồi kìa. Để em đưa vô đây chút xíu chỗ này nó có lửa. Rồi đã quá nè. Thấy thèm không? Thấy thèm không mọi người? Thấy thèm luôn. Cái lu bên đây đẹp nè Như, mình nhìn vô cái mình thấy nó liền nè Như. Ừ đó. Đó, à, mình. Để chút đem cái nước nãy ra quét quét nó cho nó thêm màu vàng. Đó muốn trở sao trở rồi. Ôi đã quá rồi, nó săn cái đùi lên này kìa mọi người nè. Cái lu này là tự nó bể chứ mình không có đập nha. Cái lu này là tự nó bể á. Cái lu này là xưa lu rộng cá của mẹ mình á, tự nó bể á. Mà công nhận cái lu này sáng tạo là mình sẽ quay được nó đúng không? Đúng còn, rồi. Còn cái lu này nó bể nhiều quá rồi, phải quay chậm xuống nè, thôi. Đó, phải chậm xuống. Rồi đây ca ra tới kìa, đây ca.
Cái lô này nữa chứng cướp. Rồi rồi rồi, đó phải không? Bây giờ thêm màu vô đây. Nè, cô tôi đang quét cho mọi người. Đang quét cho. Ủa, thấy cây chuối đây đãi ghê kìa. Thèm không chị? Cây này chắc cây bỏ dưới. Thèm chưa? Ui, khói quá. Ui, khói mặt trời. Khói này nhìn như giống bà tiên ghê nè Như. Em hả? Ừ. Bà tiên. Không phải bà điên hả bà chị? Bà tiên giữa ban trưa 12 giờ trưa. Lúc 12 giờ trưa luôn nha mọi người. 12 giờ rồi hả? Ờ 12 giờ đây nè, 12 giờ 10 phút gần người rồi. Chú chưa mà ơi. Thèm chưa? Sao nó lại làm cò đầu quẹo vậy? Dạ. Muốn đầu ấy lên để cái đầu lên. Muốn nhõng lên cũng được nữa cô. Ừ. Cái này cháy quá. Thôi. Ồ mới đây nó chín dữ vậy, nhanh như ta. Ờ nó săn lên hai bên. Ủa? Cái bếp thịt kìa. Cái thèm nè. Áp suất nhiều quá, lửa cháy nhiều quá. Dạ. Yeah. Ngon ha, mốt chị nướng kiểu này nhanh là chị rồi. Thôi. Thường ha, toàn ten ha. Thôi để mốt chị này chị thèm với chị Kim Như làm cho chị ăn. Okay, ok, ok. Nhà em muốn hiếu gà nhiều lắm. Ừ. Quan trọng là nơi này có cung cấp hay không. Cô đây. Tư thế nào cũng cung cấp mà hả cô Tư? Ừ. 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 Nhỏ yeah. Xíu. Ừ. Ừ nhỏ xíu. Có gà có vịt luôn. Trời khói dữ ha, quét cái này xuống khói nhiều ghê. Mọi người ở trên nó săn luôn vậy cô, bởi vì nướng này mau lắm, xuất sắc, xuất sắc luôn. Ở nay Như cọt cái bông thấy hương quá Như, xuất sắc trong gia tiền nè. Ủa thấy hương không? Ghê. Ừ tôi muốn ăn. Đi chặt gì nướng ăn chị. Ừ ok rồi, né ra vô giò bây giờ. Trời ơi thấy ghê thiệt. Chặt này dính áo trắng phải không? Chắc không nè. Ờ, về cho áo trắng hình áo bông kim luôn. Không có hông kim, nó có đốm đốm đẹp lắm. Chắc, thấy ghê chưa? Đốm đốm dính mũ á. Đi chưa đầy trong vòng 15 phút nữa thì nó đã chín hết phần dưới rồi nè. Và dạ. Lửa áp quá, cái cánh của nó muốn theo màu black luôn. Vậy mà chị ba nó cao. Ôi ôi, ôi ôi. Ôi, nó trở được rồi. Vàng ngon dữ lắm luôn. Trời ơi coi gà coi gì chị rồi. Ôi xèo xèo xèo. Trời ơi em cầm mà nó bụng rung tay luôn. Cái bụng em giật bạc 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 luôn á. Ôi bung gân ra hết rồi. Chở thôi chở thôi. Chở chở. Nóng không chị? Khỏi kèm. Khỏi kèm hả? Nè nè. Chở con này trước đi. Rồi con này từ từ chào chị nha con. Con đó ngon ha. Wow. Tiên làm như vịt quay trong tiệm vậy trời. Cột đầu nhỏ lên ghét không? Từ từ từ. Đầu ngoéo lại à. Wow, một cú vượt ngoạn ngục. Rồi vậy là nướng thôi hả Tiên? Ừ, vậy là nướng. Trời ơi, chín hết trơn rồi, chín rồi. Trời ơi, vậy là coi chừng nửa tiếng là chín á. Ổng tới 45 phút đâu mọi người. Gà tơ với lại than quá than. Wow. Đó. Wow. Wow. Trời ơi, chín vàng ngon ghê không mọi người. Thấy thèm chưa? Rồi tiếp tục Tiên sẽ làm một con nữa. Đúng chẳng là mình. Không có Tiên thì mình sẽ không làm được mấy chân này đâu mấy bạn ơi. Em trai mình thật là lỗi gian. I love you cạp cạp. Không muốn chín cái cây đó luôn rồi chị. Ừ, nó đang hôi luôn rồi. Con này chưa. Con bên đây hàng ít. Con này nó nứt rồi nè. Chưa. Bên này bị gió. Vậy đổi, đổi bên hả? Không sao đâu, mình cứ nướng cái con trong lu kia đi. Chút có gì mình qua đó. Đẹp thì nó sẽ lâu chín. Con này áp suất cái lu màu chín không? Trời ơi. Nhức nách. Con này nè. Trời ơi, tét thịt ra luôn rồi nè. Này giống như là gà sông khói vậy hả? Gà gác lu. Wow, thấy thèm chưa chị rồi. Ok các bạn ơi, cái chỗ này than nhiều quá nó hơi có màu chút xíu giống như là cái sọc rằn của cái lưng con ngựa vậy đó mấy bạn.
con gà này là nó theo cái phong cách mà người hỏi nha các bạn. Và bây giờ đang chổng xuống đang cho chín cái cần cổ đó, chứ bây giờ nó đã chín hết trơn rồi các bạn ơi. Con này nữa nè, mẹ mình cũng đang chổng xuống nè, đúng không ạ? Con nghĩ là nó chín hết rồi, coi thịt nó nè. Trời ơi là trời, thứ gì chịu nổi đây mấy bạn ơi. Chín hết trơn rồi, trời ơi. Cái lu này coi bộ chê nó nứt nứt xấu xấu mà nướng nó ngon nha. Còn cái lu này nó cũng muốn chổng xuống không chổng vậy nè. Trong thời gian chờ đợi chị rồi đang nạo vừa nước, cho em đi, cho em đi. Nè, thấy thèm chưa? Mời các bạn nha, chị rồi đang chặt nè, thấy thèm không? Thấy thèm. Rồi. Có cái nhựa này Như. Nó tới luôn á, cái này là nó tới lúc vừa ăn luôn á. Mềm ngon không? Ngon, đã quá. Một ngày luôn á chị. Chút xíu ăn ba mới, còn ba mới đem một muỗng về chảnh chặt đi. Nào, có nhiêu đây vậy? Còn nhiêu đó hả? Ừ. Thôi ăn hết luôn đi. Mất không trở về quá. Có như là chút thì ăn. Mà có sữa nữa ngon Như. Hình như có sữa. Trong nhà có sữa. Ăn miếng nha mọi người. Coi màu vậy mà nó vừa ta. Em tưởng là nó non luôn á. Mình sợ đen á nha mọi người, cho nên mình phải mặc cái này vô và chụm mền vô. Hèn chi bá trắng quá trời. Chị rùi có tattoo kìa mọi người. Tha thu. Tha thu. Wow. Ủa hồn chi mén chưa? Đã quá à. Trời ơi thơm quá à, chắc nó chín lắm rồi mẹ ơi. Thôi mày gọi lát thành bóng đêm. Thôi mình ăn đi mẹ ơi, thành bóng đêm bây giờ. Nhìn dữ vậy à? Đây, để con thở ra. Đây, con cầm con này chưa? Hai con luôn. Trời ơi, nó nứt cái cây ra luôn rồi, ông nội ơi. Nè mấy bạn, mình với chị rồi trang điểm hàm hương công chúa rồi nè. Làm gì chị rồi? Có lửa cơ. Sợ kiều cô nương. Sợ kiều hả? Yến tân công tử. Coi mình khóc gần chết luôn. Tự nhiên hết vô duyên chị. Tự nhiên chuẩn bị đang lại yêu cái anh Vũ Văn Nguyệt rồi, cái tự nhiên rớt xuống biển, cái tự nhiên hết phim. Hết phần 1 rồi, giờ chị chuẩn bị quay rồi, biết chừng nào chiếu phần 2 đây. Bởi vậy người ta mới cho mình đang hóng để ra được xem nhiều đó. Rồi khóc sưng mắt luôn em với mẹ em. Xứng đôi cặp trời đánh. Cặp trời đánh nè. Mẹ chịu biết rồi làm dâu không mẹ? Cô nói là không, cô nói là im lặng là đồng ý. Nè em dâu cầm cho chị. Dạ chị ba. Trời, chắc, trời ơi em tiêu mắc cỡ chắc có trốn quá. Rồi cầm đi. Vậy mình gỡ kẽm ra chút mình xé ha. Mình xé ăn cho nó thèm. Trời ơi thấy ngon ghê không mọi người. Hai mẹ nằm há hồng. Trời ơi là trời. Ê tính ra mình nướng đâu có lâu đâu chị. Đúng rồi. Mới có nhiêu hồi 11:40 á. Không, hồi nãy chị mình coi là khoảng 12 giờ. Vậy hả, vậy hả? Ờ, chị cần đưa đồng hồ coi nữa mà. Vậy hả, vậy là 12 giờ tới giờ mấy rồi? Giờ 40, 12 giờ 40 rồi. Vậy có 40 phút mà. Không được 45 phút nữa. Giờ chứ, nó có chín trong không ta? Chín ông nội. Chứ hồi nãy mà mình để nướng không ở ngoài gió đàn tám hương tứ phướng là bây giờ cái mặt em nám chứ con gà bảo đảm chưa vàng luôn á. Rồi thấy ngon nha. Tiền đang gỡ kẽm nha nè. Cái cổ nó còn chưa vàng nè. Chút xíu nữa có gì mình chữa cổ mình nướng lại đi. Cô chào các bạn, các con, các cháu. Hôm nay Quỳnh Như với Tiên cô nướng xong hết hai con gà rồi nè. Giờ mời các bạn, các con, cháu thưởng thức chung gia đình cô nha. Ok, bây giờ thì mình xét cái đầu, mình xét cái cánh, mình xét chỗ nào đây. Lúc ở đây tét lên cô khác nữa. Mấy chỗ đen đen cho ông Hữu ăn đi. Ôi dẹp đi. Bây giờ xé chỗ nào đây? Để cô Tư nghiên cứu. Để chén tuần ra. Ủa sao có cây đinh đóng rồi? Nào, không cái cây, không phải cái đinh cơ. Cái cây mà xiên que á. Trời ơi. Rồi chết bố rồi. Trời ơi. Cái đùi này chuẩn bị vô bụng. Cho Vũ ăn phao câu thôi mà. Không, ăn phao câu quý lắm. Phao câu đẹp da. Cô Tư làm sạch lắm. Phao câu để cho cô Tư đi. Sao cái đầu ngựa ngựa kì vậy? Tại cái đầu nó thích như vậy á. Cái hệ nó gọi là cái hệ thích thể hiện. Thích thể hiện, ôm cái gì sẽ diện. Rồi sao nữa? Trời ơi, ghê vậy. Rồi sao nữa? Văn hơn lai láng. Ôi ghê trời. Bởi vậy em tôi hên là kẹp nướng trước giờ đi học hả gì rồi. Ừ, nằm hồi sáng. Mấy giờ đi học? Đi học chắc cái mỏ nhọn dữ. Mỏ nhọn vậy hả?
đi học đi học con kêu làm bài mà vẽ con gà nướng thì chết luôn. Nếu mà sao, nếu mà sao, nếu mà gì, nếu mà bố mà có đi học mà là cái mỏ bố mà từ ở cái nhà học em của cô dạ tới gà rồi thôi ghê luôn, lấy học giấy cho bố gửi với bố không ăn được đâu. Đó, kêu nó làm toán thôi, bố cộng bố bằng nhiêu bằng hai con gà. Cô kêu vẽ cái bông, vẽ nguyên con gà nướng luôn, trời ơi, hết phải. Cô vẽ làm hai rồi. Ôi, thấy cô cưng phú ghê chưa? Bây giờ đã có chị Bắp vô nữa nha, chị Bắp hello mọi người đi. Hello mọi người. Ok, và bây giờ thì thưởng thức thôi mọi người ơi, ăn thôi, ăn đi. Đây, ăn đi. Ăn đi, ăn, 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 ăn đi không? Đi xíu nữa. Mẹ ăn đi, con xé con này cho. Trời đất ơi, xúc cái rụng, rụng cái rau câu à. Cô cao cho ông thú. Bây giờ kì ra. Thấy thèm chưa? Ông cô vô, anh đi đi. Cô kìa. Ôi ôi, thấy thèm chưa? Nè. Con này mới ngon nè. Wow. Wow. Thấy thèm chưa? À. Chín hết trơn rồi. Dạ dạ tơ mà ăn ngon. Thấy đủ là chín rồi. Nghe chị rồi quay. Đó ngư. Ăn đi ông, ăn đại đi đừng mắc cỡi nha. Mày nướng chắc kỹ lắm nè. Trời ơi, nướng kỹ lắm nè, mới nướng có 40 phút mà. Trời ơi. Gì nướng gì, nướng 40 phút. Nhanh không? Trời ơi. Nhanh không? Nhanh hay lâu? Ăn đại đi ông. Ăn chín rồi. Còn không hả? Ông, nó ông nhìn, chín nhìn thấy bữa anh, bữa anh Tiên nướng 3 tiếng hả? Bữa anh Tiên nướng tới trời mưa. Vô mọi người, vô. 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 Vô nè. 1, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Dạ mời mời ơi. Đó, mời bạn ngon nha. À. Ngon không? Không có cay. Chắc không có bụt tạc. Không có bụt tạc. Ngọt quá, thịt ngọt kia. Báo cháy luôn á trời. Lý do nào mà nướng ngon dữ vậy ta? Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Hai tầng chuyên nghiệp. Nướng trong lù đó đó không? Ngon. Đó, hai lù đó. Mày có bỏ mật ong không? Không. Ngon không? Ngon. Ở hai luôn luôn rất luôn. Nướng nước sườn ông trở nặng. Ừ, thôi. Bữa nào đi rồi mình nướng mật ong. Cái này nó ngọt tự nhiên rồi. Ai muốn ăn nước luôn ăn nha. Ừ. Sáng giờ không dám ăn cơm nữa. Để dành ăn này cho ngon. Đại hả, đại hả? Nói là ông cưới vậy. Mấy ông cưới vậy ăn nổi không? Tiếng hồn. Nổi không, nổi không? Nổi, tiếng hồn, xuống bụng à. Xuống bụng à. Bữa nay bạn Như Ú cũng đi ăn đám cưới rồi. Có đi ăn đám cưới chung không ta? Cái không đâu. Biết nhiều lắm quá. Đi ở đâu? Ông đi đâu? Ở trong Thanh Bình à? Như đây nè. Như đám cưới mà cầu lũng bà mà. Thanh kiếm biết bánh à? Ủa sao ai ngoại tư hết rồi? Bà con. Ừ. Ngon quá. Thịt giòn rụm luôn á. Cái này không có ướp miếng đường luôn mà thịt ngọt ngay. Vẫn ngon. Đường ngon cho khét hay gì? Không có đường mà nó còn đường khét á. Tại hang nhiều quá hay sao ta? Hang nhiều quá, ăn đứt nhiều quá. Ăn đại đi mọi người, một mâm thịt luôn á trời. Ừ. Hú nãy giờ nước miếng chắc nuốt dữ. Phải rửa đùi cho hết nữa hả? Trời ơi, sợ mẹ đi học quá, phải vậy bỏ vô lu chứ thôi để ngoài nướng là giờ nãy giờ chưa chín. Tới chiều mới chín luôn á Phú. Chiều mới chín luôn. Là ngồi vô chung ngoài đã. Ờ, ngồi chung hỏi. Ngồi quay 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 chèo. Ừ. Nướng cách ra lâu lắm. Nướng là ở ngoài lâu hơn nướng trong lu. Thì nghỉ học bữa rồi đâu. Thôi, ra ngoại học mà tâm trạng trong nghỉ, chỗ nướng gà không được. Nó nghỉ luôn kìa. Với ra ngoại học gì được học. Chứ sao nghỉ. Nghỉ bà Hương vlog quýnh rồi nha. Không, bà đâu có nhà. Mộ bà đâu nhà, sợ bà. Trời ơi, liều. Mời bà coi bà liều không, liều không, liều không. Liều không, liều không. Bà Hương vlog bà quýnh gì trời cứu. Mẹ bệnh rồi. Quỳ gói ghét mà hai cái giò nó thâm luôn á. Bà không có làm vlog mà quảng cáo sản phẩm mấy bạn kiếm bà Hương vlog là ai không ra luôn. Không phải biết sao bị cái giò hầm không chị? Nhiều chuyện. Trong lớp giết ngọt có mình luôn á. Ngon. Ngon một mình bà bàn cuối luôn chịu à. Ghê vậy. Cậu nói chuyện với ai? Học sinh cá biệt. Cậu nói chuyện với ai? Ngủ. Ngủ. Ngủ luôn hả? Cậu nói chuyện với bạn không? Hả? Nói chuyện mẹ không? Ngồi tuốt bàn cuối dưới luôn, ngồi một mình rồi có ai ai nói chuyện đâu. Mà nói chuyện được mấy ai? Buồn không? Mà cũng buồn không? Buồn. Buồn dữ lắm không? Buồn dữ lắm luôn. Rồi không hứa với thầy cô không nói chuyện nữa. Dễ gì bỏ được. Bậy, ngồi bàn cuối là mấy người học giỏi mới được ngồi bàn cuối á, quậy quậy ta đưa lên đầu ha. Nên ai học giỏi rồi hả? Xé ăn đại. Giỏi không? Giỏi.
sao bún học dở mà hai cô đưa bún xuống xuống bằng cuối đó. Không học dở hả? Học giỏi mà. Kiểu cái kiểu mà bắt chị rồi đó mới dùng xuống dưới á. Không bữa hỏi học giỏi không thì xì 1 triệu, còn học dở thì lì xì 500. Nó nói là học giỏi. Giỏi. Mày giờ đâu còn lì xì đâu, khai thiệt đi. Cái nó nói gì nè, học giỏi đời ngồi lãnh thưởng mệt lắm. Thà học dở. Trời ơi trời. Đây là ngồi, đầu tiên trong lịch sử nghe con trả lời. Nó nắng non nó mệt. Trời ơi. Ăn gậy không? Nó nói khá được rồi. Không cần lãnh thưởng. Ra được. Thưởng ngồi nắng. Này da nè. Nè. Khét không? Không. Da này ngon nè. Thấy không? Khét. Mắc cười nhỏ quá. Thấy thèm không? Thấy thèm. Thiệt chứ. Đáng lẽ là đòi nướng cái này từng rồi luôn á. Bữa nay mới có là rủ văn võ bá quan ngồi ăn cho vui. Chừng rồi có người ngồi chu mỏ luôn. Ai? Không biết ai ngồi lại nguyên ngày luôn. Ngày không có nướng luôn. Bố quá. Tội nghiệp luôn. Tới tối, bữa đó trời mưa. Ngồi tới tối luôn. Bữa nướng giờ tới 7 giờ tối. Tiên nướng ngoài đó, mưa đem vô ngày nướng. Mưa mà mỏ nhọn luôn á trời. Làm cái lu vậy là mới chín chứ thôi mà nó nướng ngoài thao còn 10 giờ đêm mới ăn. Đúng rồi. 10 giờ đêm mà ráng ăn. Bữa Tiên ăn hôm nãy không cần Tiên. Để Tiên quay cho chị cho nó thèm chưa. Ráng chút ăn. Nói vậy chứ thương lắm. Để vô quay cho nó vô mới ăn với mọi người. Mình cùng ly cái đi. Nâng ly đây mọi người. Nâng ly. Đây là bia nha mọi người. Bia. Bia đó. Nó hiện ra là nước lạnh trà. Vô. 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 Nè vô đây, vô đây. Nè vô nè. Nè tay này vô đi. Không quan tâm. Không quan tâm rồi, ăn ngon quá rồi. Mấy người mình ẩm đó nha. Vô. Nghe ẩm về mấy. Có mình rút gật rồi à. Mình phú gật rồi. Đang uống nước trà, uống nước ngọt đòi gì nữa. Ăn đòi nữa. Tôi tới đây. Tới đây. Hú bóng mỏ luôn mọi người. Đây vô kèo rồi. Vô kèo rồi. Giúp nguyên cục này luôn. Thôi đi. Ăn đi. Có cái cây nè. Lấy ra đi. Ừ, nãy xỉa vô á. Tiên ăn muối tiêu hả? Dạ. Có nước tương. Mời mấy bạn nha. Thầy chấm thử muối tiêu rồi ngon. Ngon hả? Chắc chấm muối ớt ăn mới ngon hơn. Này chấm ngon ngon. Bữa hôm đợt rồi chấm muối ớt, nay sao con làm nước tương kìa. Tại nay gia đình này không có ăn cay nhiều. Chỉ có ở đây với con ăn cay thôi. Đúng rồi. Chị Gùi cũng ít ăn cay, đây cũng ít ăn cay, đây cũng ít ăn cay. Ngon vậy? Ai nói chua chín hả? Chua chín. Mới vô bụng chua chín hết luôn. Luôn cái con này mình có luộc không hay là mình không, nướng luôn con? Không có luộc. Ừ, ngon không? Trời ơi, lần đầu tiên thấy nướng nhanh vậy luôn á hả chị Rùi? Ừ, không tưởng luôn á. Mà lại hơi khác chứ mấy hộ. Than nhiều quá. Không, tại hồi mình làm mấy con gà già. Còn than đó chút mình đi nướng chuối đập nước cốt dừa đi. Ừ. Mấy con gà của mình hồi mình nướng là nó già. Ngoài chuối chưa thấy ở trong nhà phải không? Ừ. Ôi ôi gì đi học kìa, ôi ôi. Ừ, cứu phá nha. Nghỉ học luôn, nghỉ học luôn. Thôi. Thôi cho đi học đi. Nghỉ học dốt à. Mai về bà Hương bắt nấu ngoài góc mặn á. Đây dặn ăn xong rồi về. Quỳ dặn xong rồi nha. À, hồi đó bị mẹ gượt rồi. Bị mẹ gượt rồi. Sao em mới vừa hello à. Ghẹo quá. Em mới ngốc. Chị vô đây vô. Ừ, em mới vừa hello chào bạn là nó tới ngay đích rồi. Chưa kịp thay đồ gì hết. Nó kêu thay đồ đẹp. Cho đi. Mà nó không chịu. Không thay đồ. Rồi, vô quỳ gói nó xin lỗi mẹ tối trời luôn. Chút vừa gan ốc vừa khóc. Trời vòng. Vì đam mê. Bé cái này ra nè. Không cười bỏ. Mọi ơi, còn quá trời, sao mọi người cũng ăn đi. Nó này ăn luôn. Thấy thèm chứ. Quá. Muối thì nãy giờ chưa hết đúng không? Nó chỉ giảm cân chị em ra. Mày rau này, rau này ngon lắm nha. Còn quá trời luôn à chị Rồi. Không có gì đâu chị Rồi, cái này ăn thịt gà đâu có mập đâu. Nghe hả? Vậy rồi chị ăn nha, khỏi giảm cân. Ăn chắc cơ mà. Săn cơ đó chị. Ăn hả? Ừ, ăn đại đi. Không có mập. Giờ mới ăn có tinh bột rồi. Ăn thịt heo mới mập. Ăn cơm mới mập. Thôi nghe nói gì ăn nha. Tính không bà ăn em, nữa em, rồi. Em thấy cái này em ăn rồi. Ăn đại đi. Rau với đại đi. Thịt là không có sao. Bạn gà đâu có mỡ không? Mà gà này là gà tơ, ăn nó mềm ngon ha. Ừ. Nước ngọt. Ừ. Thì thèm không? Ngon không? Ngon không? Chạy nhóc rồi kìa. Kìa, con chạy kìa. Mặn nha. Hết chị ba. Mặn nữa hả? Mặn trời ơi, mày còn đang ăn mày chưa đã hả vậy? Nhà tài trợ. Vậy bố? Cô thử cô ăn cái bao câu rồi chiên mặn ba con gà nữa. Cô ăn cái bao câu rồi chiên mặn ba con gà. Lẫn nào.
ăn cái phô câu một cái là mình đẹp da luôn á. Là đi mặn thêm 3 con gà nữa rồi ăn thổi sức kem luôn. Cái thứ gì mà quý nhất con gà bây giờ không? Cái đó đó, phô câu đó. Con cái duy nhất hả? Cánh thì có 2 cái, đùi có 2 cái. Độc nhất vô nhị chính là đầu và đít đó. Nè, thịt con hả? Mặn gà đâu đít đâu, bắt có con câu nè. Không chịu đít. Gỡ ra này không ăn còn từ từ cương phú chơi gỡ thịt ra luôn kìa. Thèm không? Cục vàng mà. Cục vàng của cô Tư mà. Có xương xương. Giờ mà có cho nó ăn thịt heo thịt nạc nó không ăn. Mua xương cho nó cạp. Thiếu ếch đó hả? Xương. Xương cho nó cạp. Khoái cạp không à. Hàm răng chắc không? Lắm. Cạp tiêu ngon không? Thế răng phú là ba đời ăn hay là ai? Thấy thèm không? Nói cái đùi nè. Ăn đi mọi người, mẹ ăn đi mẹ. Wow, trắng tư luôn á. Ăn cái cánh. Trời ơi, ở trong đây là chị rùi trắng nhất. Xong rồi tới phú rồi tới bắp. Có sữa kem không mà không trắng chưa? Vô. Bịt khẩu trang à. Rồi vô nè mọi người. 1 2 3 Vô. Vô phú, vô con. Vô phú. Chưa. Nè, bói gối hả? 1 2 3 Vô. Làm nó bói rối. Nhòm bài mấy bạn nha. Ăn cái đùi nè. Bói rối quá. Làm bất cười. Làm bố bố không biết ăn nào. Hài. Nó tương rồi quậy trên thôi, dưới mới có miếng đường á. Ngọt ngọt, bó mặn mặn. Bỏ nhiều lắm chứ á. Ừ. Ta thấy đường ngọt ngọt. Ngọt ngọt mặn mặn. Cái ăn thịt thêm vô đường. Đúng rồi, con bỏ miếng đường với miếng chua. 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 Đúng rồi, ngon. Ngon không? Ngon. Ba kế. Tiên là có công nhiều nhất. Đúng tre, cột gà. Nướng luôn. Cái đầu có áo không? Có chứ. Nghe đầu móc. Có cái mồng nữa, coi còn không? Hay là nướng mất cái mồng rồi. Sáng luôn rồi. Cái đầu của hổng còn màu hồng quá hả? Gì? Nay nó còn lên màu hơn bữa nữa. Con này gọi dầu gọi ly á. Cặp á. Đôi vợ chồng. Giờ nó thành phụng, thành chim bay trên trời rồi. Hai gà trống mà, hai gà mái mà. Không, con trống con trống con mái. Nè, con trống nè. Nó đi cho các bạn. Thành chim làm phụng mà. Dạ. Thấy thèm mà. Bánh hỏi cũng bánh, nhưng mà bánh hỏi màu nó ngọt á. Có màu xanh ngọt à. Màu hồng cũng ngọt nữa. Ngọt. Nó màu xanh ăn ngọt. Ngọt. Màu xanh ngon hơn. Ngọt, hồng ngọt. Xanh ngọt. Ừ, hồng ngọt. Xanh ngọt. Nói nhiều quá nhé, cái dao là hồng à. Hồng ngọt. Xanh ngọt. Không. Xanh. Mệt ghê luôn á. Tha màu đó có quá chất mà mày không có chất. Nãy ăn quá trời luôn. Chết rồi. Nghe quýu rồi. Chứ đúng không? Cái này màu trắng là đúng rồi. Còn cái này nè, với màu xanh đó nó tẩm màu chứ sao ra màu. Nãy chị ba cũng ăn hồng mà. Ăn chiều nay le lưỡi luôn nè. Cho mày ngọt. Bộ mà ăn ngon mà. Nguyễn Gia này ăn không? Khói ăn da dưới trời. Ba da, mang ba. Cánh nè với lại phô câu là có nhiều dầu nhất á. Dầu trong con gà. Bởi vì mẹ chỉ được ăn thịt thôi, đừng ăn da với cánh với phô câu. Mẹ bị ghen với mỡ. Do uống rượu bia quá nhiều. Tại vì ở trong cái to hút nó để như vậy. Nhưng mà không phải, nó là chỉ là khúc là gan nhiễm mỡ thôi. Nói hồi thẳng cẳng là như vậy hướng xong á. Em sợ vô lưu ghê. Cái cổ nè. Cái thèm chị, cái chính không nha. Cái cổ chính không? Chính luôn. Chính ba. Thường thấy đầu hoài ra. Nó cũng vậy phải không? Mà cái này giống như là thịt gà gác bơ gác gác lưu hơn là nướng á. Gà bay qua bay lại bay luôn luôn. Chỗ này không dễ vậy chứ không? Gà quay lưu. Bỏ trong lưu. Nhưng mà nướng chở. Nhưng mà nướng trong lưu mà, phải không? Trên chỗ chim nướng á. Mà cái lưu người ta bự. Rộng hết. Trứng nóng vô. Thấy rồi nó. Luôn cái lưu mà. Bể rồi. Nướng biết nhiêu con gà bể rồi. Nướng mấy miếng thường mấy triệu luôn á.
Sườn mà sườn là mắc nhất á. Sườn là 300-400 ngàn không à, 6-7 cộng mà mà. Cái lô đó đốt biết bao nhiêu tiền rồi. Ngon Phú. Ngon. Tới giờ đi học rồi kìa. Học giờ gửi rồi. Ủa cái này là cái mua cơm hả? Cái đó cái đùi. À biết không? Cái đùi nhỏ á. Rồi, cái đùi. Thôi đừng dụ. Sao vậy? Không biết một câu. Nó liếm mấy cái rồi bây giờ nó mới hỏi cái câu. Hay giống giống mà không biết. Nhưng mà ăn cái phô câu rồi mốt rồi ngon rồi đừng có đòi là không có luôn á. Phú lâu phú mới ăn phô câu. Ngon lắm. Thiệt á. Thiệt không ăn phô câu luôn. Rồi thấy vô nãy hả? Thấy vô phú ăn rồi. Không phải phô câu rồi phú ăn luôn sao? Hả? Không ăn đâu. Ăn luôn. Vô. Thơm vô. Chị rồi. Ngon. Vô trắng ghê trời. Phú nói là Phú bữa nay là có chị rùi rồi. Phú trắng nhất. Chị rùi trắng nhất. Phú trắng nhất. Phú nói tối Phú thức kem quá trời luôn. Kem dưỡng da. Ừ, kem dưỡng da. Trắng là do đâu? Cá là do thức kem dưỡng da. Đó. Chịu nổi không? Còn tại sao anh bắp trắng? Hả? Tại sao anh bắp trắng? Cũng do sức kem dưỡng da luôn. Không. Giờ ai nó cũng sức kem dưỡng da hết á. Chứ nó không có chịu ai trắng tự nhiên hết á. Em bé sao trắng? Hả? À, em bé mới đẻ ra sao trắng? Em bé là xuất phóng của trẻ em á. Ghê chưa? Ghê hay luôn. Phú đã có sức không? Không. Sao vậy? Không biết. Phú đã sức kem rồi. Ở đó là dặm phóng vô đích này hoài. Có à. Có đâu. Cười. Có. Có hỏi mẹ coi có không? Không. Có. Dậm vô đích luôn. Dậm vô đích chứ dậm vô mặt. Ghê lại. Dậm vô đích hai cái á. Vậy lấy cái đó dậm vô mặt hai đó cái nữa. Rồi tha phấn con. Dậm vô đích rồi đó. Dậm vô mặt nào. Ừ. Hâm nách hâm háng rồi đó. Có. Hâm háng. Hâm háng. Giờ cái háng cũng không có hâm đâu không? Đó nhà tiên á. Ghê rồi. Ờ. Ghê vậy. Em đi ăn đám cưới mà về ăn hang gà này ngon quá. Bữa nay cô tài trợ cho Quỳnh Như hai con gà này nướng ăn rất ngon các bạn ơi. Bữa nay rồi muốn ăn gà là muốn rẻ đi học đã rồi. Phải luôn hả? Thôi giờ mình đi nướng chuối nha mọi người. Nướng đi chị rồi. Ngon lắm đó mấy bạn ơi, công sức mình bỏ ra hết 90% rồi đó. Ghê không? Ghê mình phải ăn cho bù rồi công sức của mình. Dặn nó ăn gì rồi anh ơi. Anh nhiều vừa anh Tiên ơi kìa. Ăn gì rồi thôi, mắc nghẹn đó. Cà khịa. Ủa sao vậy, chuẩn bị đi học đi, sao ăn hoài vậy? Hả? Ăn giờ rồi, 2 giờ rồi. Hả? Sao vậy, sao vậy? Vô 1:37 hả? Về tắm rửa nữa đi trễ. Đâu tắm đâu. Trời ơi. Hèn chi học sinh cá biệt ngồi của mình ở lớp thì đúng lắm. Ai dám ngồi chung? Hèn gì biết lý do sao rồi, rồi xuống lớp không ai ngồi chung rồi. Trời ơi. Chết rồi. Tính bơ luôn. Vào vô là hồi thối em nha. Giờ là hồi là mới mùi gầy. Gà giáp mình mẩy luôn. Đi vô chổng với em ngồi không rửa tay đang hửi nè. Thôi về tắm nha. Tắm đi đi. Thôi ngồi luôn gà. Tắm lạnh lắm. Thôi chịu tắm. Bữa nay nướng hai con gà vui quá xá là vui luôn. Ăn hết trơn luôn chứ bộ. Chứng tỏ là mình nướng ngon nha mọi người. Bây giờ thì Phú ăn no rồi đi học được chưa? An tâm chưa? Được rồi. Trời ơi. An tâm luôn. Chứ đi học mà chưa được ăn chắc cái mỏ nó nhọn dữ lắm luôn. Chắc dẻ con gà không quá. Ok và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của gia đình mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu như mà không thích thì like, mà không thích thì subscribe nha mọi người. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Bye bye. Ủng hộ cho mấy mẹ con ngon nhân các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Ngủ, bye bye. Cho tao uống nước nội chứ. Bye bye rồi. Trời nhớ về tắm nha Phú. Không tắm gì hết. Tắm nha. Không luôn hả? Không. Không tắm đâu. Để mua gà cho bạn hủi không? Rửa tay xà bông mà nha con. Chơi vậy hả? Con miệng mà đưa em nhớ chùi mặt rồi mới đi học nha. Đó ghê không, rồi miệng luôn.